Dạ, mình đi phục hồi lại ha. Nhưng mà cái này là cây phụ sao không anh? Nó bị hết hơi ha, mình có tháo ra rồi cây nữa ha. Thì cái lò xo này thì mình kiểm tra nó có bị cong méo không, nhưng nó không cong méo thì mình sử dụng được. Còn như cái bên dầu này nè thì mình chạy thời gian nó hết hơi thì mình kiểm tra nó bạn bị sập không, sập thì mình thay tia khác ha, thay tia khác với mình thay phốt cái hơi lại phải không nè. Chưa, cái này mà nó còn còn hơi là mình thùng tới vô là mình rút ra nó có sẽ có lực kéo lực nặng các bạn đó. Mình khi mình nãy vô mình kéo ra là nó có cái lực nặng là được ha. Còn mà mình kéo nó vô thì không đâu còn muốn hơi đâu, là mình chạy phụ nó sẽ yếu, nó nhúng nó dằn cái ổ gà nó sẽ kêu các bạn. Nó bị hết hơi vậy là mình chạy ngang ổ gà là nó nhúng nó kêu kịch kịch các bạn. Có nghĩa là lúc mà mình nó nhúng xuống nè, là lúc mà nó nhảy ra nó kêu, là nó kêu nè, thấy không, là nó kêu của cái ti nè, cái ti này nó đánh vô cái phốt kêu. Còn như hơi đầy đủ thì mình khi nhúng vô nè, nó sẽ ra từ từ ha, từ từ nó có cái trợ, nó có lực nặng nó sẽ giảm sốc lại. Như cái này bây giờ thì mình kiểm tra cái ti này nó hư nè, là ti này mình thay ti khác nè. Phốt này thì đi tiện tiện cái đầu nè, đóng phốt khác vô lấy hơi lại. Rồi đầu mình đi làm ha. Rồi bạn ơi, mình phục hồi cái cặp phuộc này rồi đó các bạn, thấy không, phục hồi là lấy hơi lại ha. Bạn theo là cái dấu mới người ta cắt ra này không, cắt ra là rút cái phốt cũ ra là thay phốt mới vô. Nhưng mà cái này ti nó bị hư rồi thay ti mới luôn nha các bạn. Cao su này cũng nãy cũng bể luôn, thay luôn cao su mới nè. Bây giờ các bạn coi thử nó có khác gì hơn nãy nha. Bữa nãy là nó nhẹ ha, bây giờ nè, bây giờ rút ra nè, đó không là nha, đẩy vô nhẹ nhưng mà rút là nặng là được các bạn, thấy không. Ha, rút ra nặng đừng lúc mà nó rồi so nè, rồi sau này nó nhúng lên thì nó sẽ giảm sốc lại các bạn, là nó sẽ nhả ra từ từ nó giảm sốc lại. Còn như mất hơi là nó nhẹ ha, cho nên xe xe nào mà bị mất hơi là chạy nó sẽ sốc ha các bạn. Đó là ti là thay ti luôn rồi. Còn mấy cái cục cao su này là thay luôn các bạn, thay cao su mới luôn, thay đầu trên đầu dưới luôn nè, thay mấy cái ắc đó. Xe mình chạy bị mất hơi thì nó sẽ yếu, mà mất hơi ti này ha, mất hơi cái ống phuộc này, ống hơi nè, là nó sẽ bị chạy nó sẽ sốc ha, sốc mà nó mệt. Thì đi phục hồi lại thì cũng đơn giản thôi, chỉ lời so này thì mình coi có cong không thì mình thay nó cát cong thôi. Còn này thì chỉ cắt ra rồi thay phốt khác, lấy hơi lại xong, như hết ti sọc thì thay ti, thay cục cao su vậy rồi. Giờ vô luôn ha, cái này thì vô cũng đơn giản thôi, thấy chưa, vậy dẫn cứng lại rồi. Để đó là bạn cứng luôn ha, cứng luôn như đấy rồi. Rồi xong rồi ha.
thì phục hồi phục sau thì chỉ có bao nhiêu đó thôi bạn ơi, chứ nó không có rộng rãi như phục trước ha. Phục sau chỉ có cắt ra thai phót lấy hơi là rồi. Rồi, hai video của mình đến đây là kết thúc các bạn ơi. Các bạn xem có thấy có hay thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và các bạn bấm chuông để khi mình ra video mới các bạn được nhận thông báo. Rồi, chào tạm biệt các bạn.